Trời ơi, bây giờ nó mặc nguyên một cái bộ đồ bơi nè, nó chơi cái này, nó chơi, trò chơi này, trò chơi mới đó với chơi nhà cô chủ nha, mới nha. Mommy. Sao con? Lấy cái nào? Lấy cái nào? Trời ơi, qua phôi đa cái là chơi, là ngồi mặc bộ tắm chơi luôn. Như giỡn vậy đó. Có ai ngờ ở bên, có ai ngờ, ơ có ai ngờ ơi chay. Cho nó chơi game ra. Hả? Tên cho chơi đây là game ra. Nó biết tên luôn hả? Nó biết hết. Nó nói với mày á hả? Ờ. Tao không biết trò đi tên gì luôn. Game. Tên gì? Genga. Genga hả? Nó là Genga. Chơi đi, chơi chơi cái trò này là trò gì vậy con? Đâu cái box sao? Cái tờ box đâu? Đây lấy ra mẹ coi coi cái trò tròn này tên gì sao nó biết hay trời. Chắc nó coi trong iPad trên phone chi đó mà. Ừ. Ồ trò này tên gì con? Trò tên gì? Cái trò này tên gì đây? Cái này là trò gì? Cái trò này là Colorful Wooden Tower. A tower. Nhưng mà cái tên ngắn gọn của nó là tên gì? Con kêu cái này là gì chay? Nó chuẩn ghê không? À, nó chuẩn ghê không? Ngậu. Tao lúc nào cũng thần tượng, tao đẻ nó ra mà nó nói tiếng Anh chuẩn hơn tao, tao cũng không hiểu luôn á. Trời, nói tiếng Anh thì chuẩn lắm nha. He comes, he comes. Nói chuẩn lắm. Trời ơi trời. Nó nhìn như nó là bữa nó nó cái hoa cái ảo á. Sao chứ mommy I don't like it either. Mà nhiều khi mình con gọi I don't like it too. Ừ. Nhiều như giang ghé either, dữ dằn lắm mấy nhau đâu. Ừ, đây đây hả? Ok. Ngộ ha, mấy đứa nít ngộ ghê, học lẹ ghê luôn á. Mà nó học chính ta là đúng. Ừ, nó dùng cái. Trò này gọi là bán già hả con? Để chọc tao chọc nó cho nó nói. Con con cái trò này tên là bánh gà hả? Hả, ninja. Phải không? Cái trò này là ninja. Phải không? Chứ trò gì? Ninja. Ninjas hả? No. It's Chingas. Phải không? Mày nói đúng không? Ờ yeah. Chingas. Không, chứ không phải là Ablet hả? Mẹ chọc ngay mệt mỏi luôn. Ai, chơi đi, I call it Ablet. Nó bậy. Nó bậy, con làm chứ mẹ không làm, nãy giờ mẹ có đụng vô đâu. Vô lý, trời đủ thừa. Mai mặc bộ đồ đi bơi nha. Ngày mai mình đi là công việc về xong cái mình đi bơi ha. Ok, number one. Đó. Ngồi khép cái chân lại giùm cho mẹ cái, khép cái chân lại, thấy cái ống quần nó hơi, ống quần này nó hơi bị lỏng nè. Bộ đồ trường hảo mà, không nhanh nghe phải bộ đồ trường hảo vậy đó. Đúng rồi. Mua một bộ phải mang 2-3 năm vậy đó. Trời ơi, hồi nãy hả con Ben nó vừa mặc bộ đồ này vô cho nó ha. Cái nó lấy cái bộ đồ kia luôn, cái nó đứng trước mặt ha, nó lại trước mặt, nó nói mẹ con có thể đem bộ đồ này về nhà được không mẹ? Ừ, nói về Ben đó. Ừ, rồi cái nó quay qua nó hỏi con Ben. Nó nói là can I bring it home, là con có thể đem bộ đồ này về nhà con được không? Ừ. Có được đời không? Từ nó hụt hai bộ hai mạnh nữa. Hai mạnh hai cài hai nơi nó đi nó lườm. Ghê thật chứ. Ừ. Lấy xin nghỉ nha, lấy xin nghỉ nha, lấy gì đây nhà cho đây luôn á. Không, chuẩn bị. Mày đừng nói, chuẩn bị. Được xin như cháy. Nhà mình chưa có bộ đồ chơi này chay à? Mẹ chưa có bộ đồ chơi này ở nhà. Mình có nên xin không ta? Dạ. Có không? Dạ không. Dạ không. Con có muốn bộ đồ chơi này không? Dạ mẹ. Xin. Đồ xin. Dạ không? Xin liền. Nói gì please. Gì no, Ben. Con nói gì Ben ơi. Con thích cái này quá. Cho con đem về nhà nha. Rồi mai một với Ben đại con ra, con với Ben lại đi chơi con. Con nói con cho mượn lại. Con mượn lại. Đừng lo. Đừng lo. Mà lên ghiêng thì hẳn la vậy đó. Ghiêng đúng phải không cháy? Rồi ok. Mà muốn cái gì là nói tiếng Việt chữ đó. Ờ. Nói dư lắm. Ừ, nói tiếng Việt là không ai nói lại luôn đó. Mà còn mà bình thường thôi là không chịu nói tiếng Việt. Ừ. Con cho mượn lại đừng lo. Ờ. Thank you. Welcome. Không có chi. Không có chi. Đúng rồi. Không có gì chứ không có gì. Nói già không có gì. Ok, cảm ơn chế. Dù bấm cầm. Con kêu là không có gì. Con kêu là không có chi.
kêu là không có chi. Yeah. Cảm ơn chế. Ờ, cũng lụm được nó nữa đó hả? Tối nay con ngủ với ai? Ờ, ngủ với dì Ben đi, nhưng mai dì Ben đi cho cái này đem về nhà nha. Dạ. Dạ, ok. Ok, vậy tối nay ngủ với dì Ben đi. Dạ. Tối nay ngủ với dì... Đồ ị đó hả? Đồ ị đó hả? Chế. Con còn buồn đem về đây về nhà chế không? Mẹ hay chứ không? Ngủ ai? Ngủ mẹ. Ngủ mẹ phải không? Nhưng okay. Mà con còn buồn đem về đây về nhà không? Ngồi đàng hoàng, cái quần nó đã lỏng rồi mà cứ ngồi ấy ấy hoài, kỳ ghê, con gái con lứa kỳ ghê. Ok, bỏ lên. Hồi nãy lúc mà trên máy bay mà cái chị kia đám cưới á, trời nó thấy người ta vỗ tay, nó cũng đứng lên nó nhìn lên, nó vỗ tay như nó mừng cho anh ta vậy đó. Ừ, làm như thiệt luôn ấy, thương lắm, khúc đấy thương lắm, nó khúc đó tự nhiên. Gì mày trời. Cái trò này tên gì quên rồi. Cái trò này là tên là Super Ninja. No. Tên gì? Mommy. It's Jingas. Jingas. Yeah, đúng rồi, Jingas. It's a name. Oh, đúng rồi, Jingle Bell. Cái trò này là trò giống như trò Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way, đúng không? Mẹ tưng con nó bất khả luôn. Trò này cho tên gì chê? Chơi trò này cũng thông minh lắm nè. Xịt lên rồi rụt ra. Rụt cho đến đồ mà chỉ nó cái cách bây giờ. Giờ tao mới chơi cái cho hắn chưa tham qua lần biết chơi à. Rồi bây giờ con chơi đây, bây giờ rút nè. Bây giờ là gì bé nè, bây giờ nè cái trò chơi này nè. Ủa là khi rút là phải hóc quá. Trời, chưa kịp biết. Ủa vậy có vậy nữa hả? Đâu phải, mình không có chơi rock paper, mình phải chơi là quảnh tù xì. Ok. Quảnh tù xì, quảnh cái gì, quảnh cái này. Ôi trời. Giữ chưa? Để thấy con tài giữ chưa? Chị. Number one. Quảnh tù xì ra gì ra này. Là quảnh tù xì là ai thắng ra rút trước. Có từ mối mới nói là quảnh tù xì, là nói theo là quảnh tù xì thôi. Cái tiếp cái câu. Là cái gì? Là cái này. Đừng ngân lắm. Ô mà ơi. Rồi bây giờ rút nè, bây giờ con rút đây. Vậy là nhớ cái nó biết trò này. Rồi bây giờ ai rút trước? Rồi. Rồi bây giờ con rút trước đi, con rút trước đi. Rồi. Con rút. Chơi không chế? Con bị chơi trò này không? Rồi con rút trước đi. Không rồi con rút đi. Rút đi. Cái chơi này kỳ ghê. Con nghỉ chơi đi. Nghĩ đi, chơi kỳ đi. Dạ. Con chơi thì con phải chơi đàng hoàng. Con không có đá như vậy. Kỳ ghê. Cái quần nó đã hở rồi mà cứ quẹo hoài à. Vậy nó nằm luôn. Ở ngăn không? Ok, cái bả nằm luôn rồi. Chê cái quần của bả nằm luôn. Ok, bây giờ quánh tôi xì gái gì, gái này gì vậy nè. Trời, người ta ra cái kẹo của con, nó cắt cái kẹo nữa hả? See, I have a scissor. Cắt này. Let's build again. Let's build this again. Con biết chơi cái này, chơi cái này đó. Con phải rụt từng một cái cây gỗ vào này nè. See, đó. Rồi tới mẹ. Rồi, rụt rồi, rụt con lánh đi. Rồi, tới mẹ đó. Rồi, tới gì Ben, wait, tới gì Ben. Trời ơi, trời. Ghê trời. Ôi trời ơi, ghê trời. Wow. Gì ghê vậy. Lần đầu tiên nó chơi trò này luôn á, chắc nó coi trong video không à. Nó nghe là khép cái chân lại. Khép lại màn đêm mù tối quanh đây. Vui không? Đi qua. Qua phôi đa vui không? Giỏi. Thôi bây giờ chào tạm biệt cô chú đi. Bye cô chú. Chúc cô chú ông bà. Chúc gì? Chúc cô chú ông bà gì? Sức gì? Đi đâu? Sức gì? Sức gì?
sức khỏe đánh gì? Đánh gì ghê không?